Thưa quý vị và các bạn, sống trong lòng dân, thay mặt nhân dân địa phương phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, cũng như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện công tác an sinh xã hội. Đó là công việc hàng ngày của những người trong ban công tác mặt trận và những cán bộ thôn, buôn. Bằng trách nhiệm của mình, họ luôn là sợi dây kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, mời quý vị và các bạn đến với những tấm gương trưởng thôn, trưởng bản như thế. Vì mới tách hộ nên gia đình chị Điểu Thị Măng là một trong hai hộ nghèo trong tổng số 21 hộ đang sinh sống tại bản Run, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên. Để giúp gia đình chị Cờ Măng thoát nghèo, không ngần ngại, trưởng bản Điểu Cờ Siêu đã cho gia đình chị một con bò đang mang thai nuôi làm vốn và coi đây là chiếc cần câu để chị từng bước xóa đói giảm nghèo. Đối với chị Điểu Thị Măng, đây là một món quà hết sức ý nghĩa. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tại vì gia đình cũng khó khăn mà anh cũng cho con bò đây giúp cho gia đình được như vậy, cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Đây không phải là lần đầu tiên trưởng bản Điểu Cờ Siêu giúp bà con, mà nhiều năm nay ai có bất cứ khó khăn nào, ông cũng đều sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình, từ tiền bạc, lúa gạo, trâu bò, cho đến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế có hiệu quả. Với ông, giúp được bà con trong buôn làng ổn định cuộc sống là niềm vui, cũng như trách nhiệm của một người trưởng bản. Khó khăn vướng mắt nhưng mà mình cũng cố gắng vượt qua. Vâng, để cùng vì bà con, vì nhân dân mình cũng phải làm, vì bà con tín nhiệm mình cũng cố gắng làm cho bà con. Đối với ông Điểu Cờ Siêu thì trưởng bản Bà Run, thì ông Điểu Cờ Siêu đã có cái tham gia về cái các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt nhất là ủng hộ giúp đỡ bà con dân trong tại bản Bà Run vươn lên để làm kinh tế gia đình đã được đề là nhân dân đánh giá rất cao. Đến với thôn Đam Bao, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, được tìm hiểu về văn hóa bản địa cũng như chứng kiến những đôi tay thoăn thoắt dệt nên màu sắc. Những vị khách du lịch không khỏi trầm trồ trước nghề làm thổ cẩm thủ công của người dân tộc Chin. Đồng thời họ cũng ấn tượng trước cuộc sống đang dần được nâng cao của người dân, nhưng vẫn không làm mất những nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, để có đầu ra bền vững cho sản phẩm truyền thống này sẽ khó nếu không có sự năng động của những người trưởng thôn trong giới thiệu sản phẩm thông qua tour du lịch cộng đồng. Với suy nghĩ không để nghề truyền thống của bà con bị mai một, trưởng thôn trẻ Nguyễn Minh Thu ở thôn Đam Bao, xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà đã và đang tiếp tục làm nhiệm vụ kết nối quảng bá sản phẩm của người dân địa phương. Đây là hoạt động duy trì các giá trị bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số, vừa mang lại thu nhập giúp bà con ổn định cuộc sống. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với cuộc sống và tính cách của những người ở đây. Mọi người rất thân gũi và thân thiện. Tại đây chúng tôi cũng được tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm, rất tỉ mỉ và đặc sắc. Thì cái bản sắc, cái văn hóa của đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên thì nó cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho bà con lúc nông nhàn, giúp xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên thì hiện nay cái vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm còn gặp rất nhiều khó khăn. Và định hướng của thôn Đam Bao chúng tôi là một mặt là mang các cái sản phẩm thổ cẩm đi tham gia các cái hội chợ triển lãm được tổ chức tại các địa phương trong cả nước để quảng bá cái sản phẩm thổ cẩm của đồng bào người Chin thôn chúng tôi. Thì mặt khác chúng tôi xây dựng cái phòng trưng bày, đồng thời xúc tiến cái du lịch cộng đồng để khách du lịch trong và ngoài nước họ tham quan và họ góp phần là họ cũng mua một số mặt hàng thổ cẩm. Bằng tình yêu và trách nhiệm với thôn buôn nơi mình sinh sống, những cán bộ cơ sở, đặc biệt là những trưởng thôn, trưởng buôn, luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, bằng hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đánh giá về vai trò của già làng, trưởng bản, đây nó trở thành một cái truyền thống đối với lại cái hoạt động của mặt trận, là một lực lượng không thể thiếu trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, đảm bảo về trật tự an toàn xã hội. Chính những người già làng, trưởng bản là những người có tiếng nói và có uy tín để trao đổi, tuyên truyền trong người dân, để người dân có cái sự tham gia, hưởng ứng để làm sao phát triển kinh tế hộ. Và chính qua cái phát triển kinh tế hộ
nó là một cái điều kiện tiên quyết để có những cái hoạt động tiếp theo để đảm bảo về vấn đề môi trường, đảm bảo về vấn đề chất lượng cuộc sống. Ghi nhận và trân trọng những đóng góp của già làng trưởng bản, nhiều hoạt động tôn vinh cũng đã được tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung tổ chức. Đây chính là sự ghi nhận những đóng góp về công sức và tâm huyết của cán bộ cơ sở đối với thôn, buôn, bản, làng, đồng thời khẳng định vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong hành trình xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng bình yên và phát triển.